Oder? Oder? Ôi chết cha rồi. Ôi. Của các anh hết. Em xin giơ tay giúp tôi đây. Không có ai chắc anh bây giờ ở đây. Bố ai mà biết được. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không luộc được nhau. Ok, thì quay lại với các bạn đây. Hey boy. Có giỏi thì bắn chết tôi đi. Bắn chết tôi đi trước khi quá muộn. Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Không còn ai cạnh bên em ngày mai tại một tương lai ngang chạy. Không còn ai cạnh bên em ngày mai tại một tương lai ngang chạy. Đốt sạch hết. Wow, wow, wow. Ở đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ, xin đừng còn lang thang trong tâm trí anh từng đêm nữa. Quên đi, quên đến hết nè. Quên đi, quên đến hết nè. Rõ ràng nó vừa nhảy qua đây mà méo. Nhằn cái nó không thấy nó đâu rồi. Tôi không tin. Trong anh tiếp tục Fury nha. Bye bye. Thằng của lọ này bắn nhau mà cứ như kiểu đi chơi ấy nhỉ. Ra ngoài à? Hello baby. Ôi trời ơi, baby mang nhiều đồ vậy. Có lặng không, baby? Xin nhé. Ngu người quá. Ngu người quá đi. Đến sau phát huy nha. Đến sau cũng thế mà phát huy nha. Hay lắm đồ khốn. Rời xa khu này thôi. Có lẽ chúng ta thuộc về nhau thật đấy. Bye bye. Ok, chào mọi người nhá. Hê hê. Tèo.
mình bảo quái lạ đúng không? Mình nghe tiếng xe đạp nó y rằng có thanh niên đang cái đẩy thẳng luôn. Này đầu 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 biết đầu tư xe đấy anh em. Vừa rồi là một tình huống bắn nhau ở đâu vậy? Ai có thể cho tôi biết được không? Một tình huống gọi là sàm sỡ nhau ở đâu vậy? Quanh đây toàn xe vậy? Em! Tôi có chưa định mua sắm và shopping ở đây rồi. Có một con xe ở đây, có tiếng súng ở đây và có một người xe ở đây. Chắc chắn là như thế rồi. Đang rình cái gì ấy bạn ơi? Bắn vậy cũng chết nè. Không nhiên liệu. Mấy thanh niên đang tranh nhau thì nhanh nào. Nhau với chính nhỏ mấy tím. Không biết lắp đầu gì anh cơ. Đó là một câu hỏi rất là khó nha. À, hôm nay môi mình khô quá, cắn cắn chảy hết cả máu rồi. Tiến vào xem anh nhìn kia có những cái gì nào. Là lá la 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 la. Được rồi, lấy con xe đi cho nó chắc cú anh em ơi. Pim pim. Có cốp xịn không anh ơi? Có cốp xịn không anh ơi? Giáp 2. Ôi, nhầm rồi. Bậy, hết sức bậy. Nào đi. À đủ. A
mày xuống mày. Xuống đi Tim ơi. Tim ơi, xuống chạy bo Tim ơi, Tim ơi, Tim ơi. Bà cô ơi, xuống chạy bo đi bà cô ơi. Chị đi ơi, xuống chạy bo đi chị ơi. Chị ơi. Bo chuẩn bị cấu thấy mẹ rồi chị ơi. Xuống chạy bo thôi chị ơi. Này em đang lên góc nhà này. Ôi trời ơi chị ơi. Đừng chạy đột như thế chứ chị ơi. Một máu kìa. Anh em tính này. Anh em tính nhá. Mà này mình chỉ hướng dẫn một lần thôi nhá. Đó. Để đảm bảo ra cửa. Tắt cái đèn. Ý. Từ từ để em vô máu đã chị ơi. Thôi bình tĩnh thôi chị ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cơm không ăn gạo vẫn còn đó chị ơi. Sinh nhật chị ơi. Thùm. Vâng và chị đã ra đi. Thế là chị ơi rụng bông hoa hồng. Ô hay trời không nên gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ. Ơ ơ với sợi tơ trời. Buồn quá. Chúng là chúng ta cũng thuộc về nhau. Chúng ta cũng thuộc về nhau. Trời vô duyên đấy nhở, rồi giữa đường mình đi. Đẹp trả luôn. Rồi xem có thằng nào lợn vào quay dây không, xông cho nó một cái. Mày cũng mày. Lợn vào quay dây là ăn công rồi nhá. Hết trà rồi sao hết xăng rồi nhỉ. Chỗ nào thật tiện. Kín kín bơm bơm quả xăng lên cái. Đang chạy nó bắn cho thấy mẹ luôn giờ. Ơi đứng yên đi, không dùng cái coi. Cái đẹp trả lúa gì thế. Đúng là xe điên là có thật anh em ạ. May hả bưởi. May hả bưởi. Chắc chết rồi. Có thằng nào nó thấy con xe đấy hơi ngứa mắt rồi. Nó thấy trước mà anh em ạ. Đơn quan không có ai này. Mũ ba hỏng rồi. Ờ mình biết mà. Ờ bo thở ép cấu máu mà. Anh em gọi là nhẩn nhơ và bo thôi. Đơn giản. Để ý nữa thì chú đứng hào cũng lên trên đồi. Giờ mấy thanh niên đang nằm đồi chắc sợ mình lắm nè, sợ mình cán chết. Đang cầu trời vẫn còn không anh ơi. Đừng có đi xe mọi người em. Làm lon nước cho tỉnh ngủ. Chả có ai quanh đây. Chán thật. Mũ ba. Ủa. Trên đây vừa có bắn nhau nè. Wow. Xe giữ bay ơi. Ủa bắn nhau xong đi đâu ta? Đi tính à? Đá tính luôn. Chơi luôn. Bắn tỉ. Đây rồi.
thế là bạn ấy nhạt tình mật rồi. Ô hay trời không nên gió cho ngày chị sinh. Giữa đường mà nhạt tính đúng người có cái đẹp. Đầu tiên thấy cây mà chắn được mình. Thôi thì cũng tham, cũng tham như bạn ấy một tí, tự cho mình cái quyền ích kỷ một tí đi. Wow. Hỏng ơi, một thanh niên độn thổ cho hay. Vãi nồi độn thổ. Mày nhoi ra đây hộ tao cái. Mẹ, cái này thì chịu rồi. Thì bố bảo tôi cũng không dám bắn bạn nữa. Rồi xong. Chúng ta lại phải chơi bài lấy với nhau à? Hay quá nhở. Hay. Được rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách diệt hack. Nào mày hack đi. Hack hộ. Hack hộ cái. Piu. Hack hộ tôi cái. Trời tưởng gì hóa ra chỉ tương. Nào hack đi. Bắn hộ. Ui kia đẹp. Nó đã ở rất gần mình rồi. Bắn đi, bắn hộ cái. Bắn hộ cái. Bắn hộ cái. Trời ơi, bắn hộ. Oh, shit, man. Lên hộ cái. Nhoi hộ lên cái. Nhoi hộ.
nhoi hộ, nhoi hộ, nhoi hộ, nhoi hộ. Ôi trời ơi, trời ơi, chúng rồi, chúng chân rồi nhá, chúng chân chú rồi nhá cháu ơi, cháu ơi, chúng chân chú rồi. Mẹ thằng mất hiếu này, cháu ơi. Trời ơi, đau đít đẻ là mày đấy. Bắn cái thằng đi. Bắn như một thằng điên. Rồi. Rồi khi bo cấu thì mày biết cấu kiểu gì đây. Ủa, nó vẫn nằm kìa anh em. Nó vẫn nằm. Thể thế. Điền thật. Mẹ mới là trẻ trâu rồi. Bó co vào nhanh hộ cái. Bo nó méo co anh em ạ. Điền thế. Nào để xem mày nhiều máu hơn tao nhiều máu nè. Anh em mình chơi nè. Cô máu nè. Trốn đâu à? Nhoi, nhoi lên đây. Nhoi hộ lên đây cái. Không nhoi à? Kìa. Bo sắp mặt lìn đến nơi rồi. Ờ. Nhoi lên. Nhoi lên đi thôi chứ còn làm chờ đợi cái gì nữa. Trời ơi. Nhây quá cháu ơi. Cháu ơi nhây quá. À cháu nhoi ăn đây nè. Mẹ, khách tưởng thắng mà dễ à? Có thắng được cái ván này. Trời ơi, này chỉ hack này. Vài ba cái thằng hack thường thường đầu óc nó không có IQ anh em ạ. Không chấp. Mình bắn nó mấy vây, nó mấy phát là nó không có máu để nó bơm là nó chết ngay. Vài ba thằng hack trẻ trâu.